Xin kính chào mọi người. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2019 ạ. Em tên là Sa, em ở Kon Tum. Số điện thoại liên hệ là 0938203714. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một số loại lan rừng của vùng Kon Tum. Đây ạ. Cũng được 6-7 loại gì đó. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác loại lan đầu tiên, đó là chỉ có hai dề trên bạch thôi. Đấy, hôm nay hai dề trên bạch đang hoa, nó đang có nụ này. Đấy, cây này các bác về là được chắc khoảng 5 ngày là nó nở này. Đấy, hai dề này 150 nhé, trên bạch, hai dề trên bạch. Rồi tiếp theo là cũng được 4 cây tóc tiên có quả luôn này các bác, có một cây rất là to. Đấy, 4 cây này 100.000 nhé, tóc tiên. Tiếp theo là được 3 cây bò cạp. À, bò cạp là một loại lan cũng khó tìm, nay nó cũng hiếm rồi, ít gặp cái loại bò cạp lắm các bạn. Bò cạp là 3 cây là 150 nhé. Đó, cái loại này cũng ít khi gặp này. Rồi loại tiếp theo đó là lụa vàng, lụa vàng Kon Tum. Em cũng phân được là 6 hình và mỗi hình 150 này. Đây, hình 1 này, hình 1 này, 1 này, 2 này. Dề này nó dài, này kéo ra luôn, lẽ nói là cũng được hai dề đó, mà nó dính chùm lại nhau đó. Thêm một dề này nữa này, dề này có nhiều thân non đấy. Rồi, hình số 2, mỗi hình là 150 nha các bác. Hình số 2 đó, 1 2 3 4. Đấy, ui cây này có một chùm quả luôn, sai ơi là sai. Hình số 3 cùng 4 dề đó, 4 5 dề sao, 5 dề, đúng rồi, hình số 3 5 dề. Hình số 4, 1 2 3 4 5 6 dề luôn á, 6 dề đó. Đây, dề nhỏ. Đây, có thêm hai cái dề nhỏ thôi. 6 dề nhé. Hình số 5. Đây, hình số 5 này. 1 2 3 4. 4 dề. Hình số 6. 6 này, 1 này, 2 3 4 dề. Dề này đẹp này. Dề này lá đồ rất là đẹp. Đấy, hình số 6. Rồi, em sẽ sang loại tiếp theo, đó là Vanda Uyên Ương, lá xếp rất đẹp nhé. Vanda Uyên Ương lá xếp này. Mỗi hình cũng 150 à, gồm 2 4 6 8 10, 10 ngọn. Đấy. Hình số 1. Em quay cho các bác quan sát từng ngọn luôn. Hình số 2 cũng 10 ngọn, 150. Đây, có một ngọn mẹ con này. Đấy, lá xếp. Hình số 3. Đây. Rồi được 3 hình uyên ương, Vanda uyên ương. Rồi em sang loại Mỹ Dung Dạ Hương này, 200.000 một hình này, mỗi hình 12 ngọn này. Đó, có lá xếp rất đẹp nhé. Đó, cái hình 1 nó có một dề lá xếp rụt rất đẹp này. Đây cũng lá xếp này, lá xếp này. Đó, lá xếp này, chỉ có một cái này lá nó không được được xòe ra. Rồi hình tiếp theo là hình số 2. Hình số 2 ở đây. Đó, cũng 12 ngọn hết nhé. Có một dề bị cháy lá. Đây, lá xếp rất đẹp này. Đó, đây cũng xếp này. Nhìn thấy không? Hoa quả to chưa?
hình ba, ba của Mỹ Dung và Hương. Hoa trắng, hoa to trắng đẹp và thơm nhé. Thường những loại lan nào mà nó có màu trắng á, trắng tinh á, là mùi hương nó rất là quyến rũ luôn. Rồi thêm một hình Mỹ Dung dạ hương toàn là thân to này, bác nhìn này, cây dề này á là thứ 2, 4, 6, 8, 10, 11 cặp lá luôn các bác ạ. Đó là xếp này, đây bác nhìn thấy nó xếp rất là đẹp luôn, 2, 4, 6, 7 cặp lá, 6 cặp lá, 2, 4, 6, 7 cặp lá này, xếp đẹp chưa kìa. Đó, đây là này, đây này, đó, được 2, 4, 5, 5 cây này 200.000 nhé, to và đẹp. Rồi em sang loại tiếp theo, đó là kim điệp xuân của vùng Mâm Tâm. Hôm nay em cũng được 5 hình và mỗi hình 100 nhé. Đây, 1 này, hình số 1 này, đó, đang có mầm rất đẹp, đang có mầm tơ rất đẹp. Đó, hình số 1 này, hình số 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hình số 3, đây ạ. Một dây to này. Rồi hình số 4, em vàng này cho bác xem. Đó, có một dề rất đẹp này. Hình số 5, đó. Rồi em sang loại tiếp theo nữa, đó là dạ phi hay là gọi là đùi gà công tâm. Mỗi hình 100.000. Đó, mỗi hình có 2 dề. Đó. À, dề này, cái hình này 3 dề. 3 dề này 100 này, 100.000, hình 1 này. Hình số 2 này cũng 2 dề này. Hình số 2 2 dề này 100 nhé. Hình số 3 3 dề này. À, quên. Đấy, hình số 2 3 dề này. 3 dề này 100 này, hình số 3 của 3 dề 100 này. Đó. Mỗi hình là 100.000 nhé. Rồi em sang loại tiếp theo, đó là hoàng thảo tam màu sắc. Hoàng thảo tam màu sắc này của vùng Đắk Lây cho nên nó đang có nụ và hoa. Đó. Hôm trước em bán tam hoàng thảo tam màu sắc là của vùng Tumarong, cho nên là nó chưa có hoa. Đấy, vùng Tumarong nó chậm hoa hơn vùng Đắk Lây. Đây, mỗi hình là 10 dề và mỗi hình là 150, bao gồm 10 dề nhé. Hình số 1 này. Đấy. Hình số 2. Hình số 3. Hình số 4. Hình số 5. Rồi được 5 hình hoàng thảo tam màu sắc. Rồi em sang loại tiếp theo, đó là hạt vĩ này. Hạt vĩ cũng có 5 hình. Hình thứ nhất mỗi hình là 10 dề và có giá là 100.000 mỗi hình nhé. Hạt vĩ này, hạt vĩ thân lá rất đẹp. Hình 1, hình 2, đó, hình 2 này, hình 3, hình 3 đây, đó. Hình 4, hình 4 đây ạ. Và hình 5 là hình kiến nhỏ
40 con kiến này. Đấy, 150 nhá. Phần cuối cùng 150, 40 con kiến. Đó. Phần số 5. Đây, kiến đây. Rồi, em sang loại tiếp theo nữa. Đó là kiều. Đây. Kiều hình 1. Kiều này có chiều dài 60 cm. Hai dê. Đây. À, cái dê này nó đang có mâm này. Đang có mâm tơ này. Dê số 2 này. Hai dê này 100 nhé. Hình số 2 cũng 100. Hình số 2 thân lá xanh xum xuê này. Đấy. Nó dính chùm lại lẫn nhau này. 100.000. Hình số 3. Hai dề 100. Đó. Thứ nhất này. Dề thứ nhất có hai mầm tơ luôn này. Dề thứ hai. Đó. Hình số 4 cũng hai dề 100 này. Đấy, hai dề này. Kiều này rất tươi nha các bác. Thân lá nhiều và xâm xê lắm. Đấy, hình số 5. Hình số 5 có một cái cây mập này. Cây này nó vuông. Đấy, cây vuông. Tím đen luôn. Lá thì cứng này. Đó. Là tròn tròn. Là mít á. Rồi về thứ 2. Đây ạ. Đó, hình số 5. Hình số 6. Hình số 6 năm về 150 này. Đó. Có một về là mít lát đẹp này. Đó. Hình số 7. Hình số 7 8 9 là 10 về 150 nhá. Đó. Về nhỏ. Về nhỏ thì chúng ta về trồng rất là dễ. Đó. 10 về này trồng được khoảng 2-3 chậu. Ba chậu vì nó cũng nhiều á. Đó. Hình số 8 này. Đấy. Hình số 9 này. Là kiến nhỏ này, tầm một gang tay hơn khoảng 25 cm trở xuống. Đó. Rồi, tiếp theo là ngọc thạch nha các bác. Ngọc thạch thì cũng có hai hình, mỗi hình là 10 về 100 nhá. Đó. Ngọc thạch này. Đấy. Lá rất là đẹp luôn. Thân vàng, lá đẹp. Ngọc thạch. Đó. Rồi tiếp theo đó là giáng hương tam bảo sắc. À, đây. Giáng hương tam bảo sắc hôm nay cũng rất là đẹp luôn. Thân lá có lá lướt, có lá xếp, có. Này. Đấy, bác nhìn thấy này. Lá nó rất đẹp. Đó. Cây này là lá thuộc dạng là lá xếp này. Lá bằng lá to ngắn và dày như thế này là có thể là cho hoa, người ta gọi là tam bảo sắc hoa vàng. Đó. Những cái loại mà lá mà cứng mà dày á thì nó sẽ cho hoa đẹp. Đấy. Này. Rất là đẹp. Mỗi hình là 12 về. Đó. Ở đâu? 10 về chứ. 2, 4, 6 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À đúng rồi, 12 về. Đó. Đây. Lá rất là to nhé. Cái cây này lá xếp và to rất đẹp này. Cho hoa khá là đẹp này. Đó. Nhưng mà được. Nhưng mà nó bị cháy nắng. Đó. Cháy ở trong rừng luôn á. Có những cây thân lá rất là đẹp. Hình số 2 cũng 150. Đó, cũng giống như hình số 1 thôi. Đó, lá này. Đó, nhìn thấy. Đây là thuộc loại lá xếp. Rất là đẹp. Đó. Đó. Cây này là hoa vàng. Chắc chắn là tầm màu sắc hoa vàng luôn. Đấy. Nhìn nó ở sau lưng nó có cái màu trắng trắng.
Rồi loại tiếp theo đó là Vanda nâu, hay là Mỹ Dung hoa nâu đó. Em có 6 cây to như thế này này, bác nhìn thấy không? To là vật vã luôn. 200.000 nhé. Đấy, 6 cây Vanda nâu hay gọi là Mỹ Dung hoa nâu. To như thế này này, đó. 200.000. Rồi. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ.